tình yêu chân thật của cô gái nóng nước hay là có chinh phục được chàng trai con nhà giàu thành đạt. Vậy là mở cửa cho ăn trộm vào lấy tivi của nhà mình rồi. Khóa cái gì mà khóa quá trời ổ vậy. Tính chất phát của anh chàng hiền hậu, có cảm được trái tim cô gái kiêu kỳ. Anh đi chết luôn đi. Em đi. Bà biết con còn tiếp tục cái trò đó, đừng có trách ba. Thông gia hai nhà có hòa hợp được không khi hôn nhân của các con bắt đầu rạn nứt? Cho nên nó đi ra ngoài nó mua thuốc ngừa thai nó uống để cho nó đừng có sinh con đó, không biết không? Tôi cấm cô cho những loại người này ra nhà tôi. Nhưng mà anh dùng những lời lẽ như vậy để nói về tía má con. Một người vợ âm thầm chịu đựng. Vậy thì ở lại đây với em đi. Một người tình âm mưu chiếm đoạt. Tôi sẽ có cách làm cho cô phải căm hận và rời xa anh nhé. Cô muốn tôi bắt quả tang hai người à? Ở trên giường hay sao? Những rắc rối liên tiếp xảy ra. Anh biết là tiếng đã có chồng rồi chưa? Ráng lên con, ráng lên con. Những tình huống hài hước sẽ là thảm họa hay hạnh phúc cho một gia đình. Hay quá thì thôi được ra gió, đừng chơi mà sợ mưa rơi. Tất cả sẽ có trong bộ phim Tình Quê dài 30 tập, được phát sóng vào lúc 19:50 ngày 27 tháng 2 2013, từ thứ Hai đến thứ Sáu trên VTV Cần Thơ 1.